Thưa quý vị, với thông điệp vòng quay lan tỏa, giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2019 lần thứ tư quy tụ 12 đội đua mạnh nhất trong nước và quốc tế. Chủ đề của giải đấu năm nay có tên gọi là Hành trình di sản, với chặng đường từ Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đến thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam. Vậy có những điểm đáng chú ý nào tại giải đấu năm nay? VTV kết nối mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Giải xe đạp quốc tế VTV Cup năm nay gồm 8 chặng đua với lộ trình đường đua dài 1.045 km. Với việc quy tụ 6 đội đua trong nước có thành tích thi đấu xuất sắc trong vòng 12 tháng qua và 6 đội đua quốc tế đến từ các câu lạc bộ có các vận động viên hàng đầu, giải đấu nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả cả nước. Đài truyền hình Việt Nam chúng ta tổ chức giải đấu như này trong cái dịp đúng ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 rất là ý nghĩa, và đồng thời cũng là để cho các vận động viên của Việt Nam được cọ sát hướng đến SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay ở Philippines, cũng như là đây là một giải đấu mà chúng tôi nghĩ rằng là cũng là cái dịp để giới thiệu quảng bá đến theo đúng như chủ đề của nó, hành trình di sản, và rất nhiều những cái cảnh đẹp của Việt Nam. Hơn 80 vận động viên Việt Nam cũng như quốc tế tranh tài ở 8 chặng đua vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hà Nội Quảng Ninh, Quảng Ninh Ninh Bình, đua cá nhân tính giờ tại Sầm Sơn Thanh Hóa, Hà Tĩnh Quảng Bình, Quảng Bình Huế, Huế Hội An và vòng quanh tỉnh Quảng Nam. Điểm mới đáng chú ý là công nghệ định vị vị trí của các vận động viên GPS được đưa vào giải đấu lần thứ tư này. Thiết bị do Trung tâm Mỹ thuật Đài truyền hình Việt Nam thiết kế lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, giúp khán giả dễ dàng theo dõi vị trí của từng vận động viên trong đoàn đua. Về thiết bị để quay, để phục vụ cho giải đấu thì chúng tôi cũng đã từng làm vào năm ngoái rất thành công. Và năm nay sẽ đưa một số nét mới vào, một số nét công nghệ mới. Trong đó thì có những hệ thống về GPS lắp đặt cho các vận động viên. Và chúng tôi đang tính toán làm sao mà giải đấu này sẽ trình làng một công nghệ mới, và chắc chắn là sẽ khán giả sẽ xem và cảm thấy rất là thích thú khi theo dõi trên màn hình vẫn biết là các vận động viên đang di chuyển và cự ly cũng như là tốc độ vận trí ở đâu, khoảng cách của vận động viên, cũng như là biết được là các vận động viên đang ở vị trí nào. Giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2019 lần thứ tư có chủ đề Hành trình di sản nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những di sản văn hóa và di sản thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam. Lộ trình sẽ không đi theo hướng xuôi chiều từ Bắc vào Nam như những năm trước. Ban tổ chức đã đưa ra cung đường khác biệt để tạo điểm nhấn cho chủ đề của cuộc đua năm nay. Đoàn đua sẽ đi qua Vịnh Hạ Long, quần thể danh thắng Tràng An, Thành Nhà Hồ, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, quần thể di tích Cố Đô Huế, Hải Vân Quan, Đô thị cổ Hội An. Đặc biệt, giải đua kết thúc ngày 8 tháng 9 năm 2019 tại Hội An, Quảng Nam, cũng đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm Hội An được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới. Và tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái giải đua có nhiều cơ hội cho các vận động viên trẻ của các đội đua xe đạp Việt Nam được học hỏi cọ sát với rất nhiều những đội đua mạnh của nước ngoài như là các đội của Australia, của Nhật Bản. Các trận đua chính được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Trận cuối cùng sẽ diễn ra vào 7 giờ ngày 8 tháng 9 tại tỉnh Quảng Nam, và lễ bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp vào 15 giờ cùng ngày trên kênh VTV6. Chương trình nhật ký giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2019 phát sóng vào 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV3 và 16 giờ 30 phút thứ Bảy và Chủ nhật trên VTV6 đến ngày 9 tháng 9. Chương trình đồng hành cùng giải xe đạp quốc tế VTV Cup phát sóng 21 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh VTV6 đến ngày 9 tháng 9. Mời quý vị chú ý đón xem.